Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Huy Trung Auto. Bên em chuyên mua bán, trao đổi các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh em. Hôm nay bên em lên sóng cho một mẫu xe cũng khá là nổi tiếng tại Việt Nam nha anh em. Một mẫu xe khá là lành và bền bỉ luôn. Con này là con Toyota Corolla Altis nha anh em. Xe thì được sản xuất năm 2008 với động cơ dung tích 1.8 số sàn. Xe thì hiện tại rất đẹp, xe gia đình sử dụng nha anh em. Đó, mới có chủ thứ hai thôi, không có dịch vụ, không taxi gì hết nha anh em. Đó, dòng Altis này thì đa số là xe gia đình đi thôi. Đó, chỉ có dòng Vios thì nó mới có taxi nhiều, với dòng Altis thì ít lắm, không có nha anh em. Đó, con này thì rất bền bỉ, máy 1.8 lợi xăng, tiết kiệm, bền bỉ, phong dáng đẹp nha anh em. Đèn hậu sau, đèn hậu LED luôn này. Đó, đèn LED luôn này anh em, rất là đẹp nha, đèn đuốc rất là sáng. Xe thì em mua biển Huế nha anh em. Đó, xe mới cũng chủ thứ hai thôi nên là đi giữ gìn rất là kỹ, đẹp. Có tích hợp vô lăng này, màn hình là lên màn hình Android, có cam lùi, cam hành trình rồi đầy đủ luôn. Có tích hợp vô lăng rồi gương gập điện, tích hợp xi nhan gương rồi đầy đủ nha anh em. Đấy, đầy đủ hết. Vô lăng tay lái là chạy cực kỳ nhẹ luôn. Vô lăng tay lái chạy rất là nhẹ nhàng, mâm đúc theo xe này. Đó, mâm đúc theo xe. Lốp láp là lốp Michelin luôn, đi rất là êm nha anh em. Cách âm tốt, đi êm. Đó, gương này, gương gập điện nha anh em, gương gập điện. Khám đến tháng 8 năm 2023, khám rất là dài. Bên em mới tháng 2, khám tới 6 tháng nữa. Đó. Xe thì xuất sắc rồi, anh em mình mua về là đổ xăng và chạy thôi, chứ cũng không biết phải làm gì thêm nha anh em. Xe thì nhìn rất là cộp, rất là liền. Con này hôm nay bên em bán mức giá 265 triệu nha. Cam kết với anh chị mình là không đâm đụng, không ngập nước nha anh em, không lỗi nha. Không đâm đụng, không ngập nước. Biển số Huế này. Xe gia đình đi giữ gìn rất là kỹ càng nha. Đèn đuốc phía trước anh em ta thấy đèn đuốc sáng cực kỳ, đèn zin nha anh em, đèn zin sáng cực kỳ. Đó, bên em coi kỹ rồi, kiểm tra kỹ rồi, không đâm đụng, không ngập nước. Dòng Altis này chạy thì êm ái lắm, êm ái. Tay nắm cửa nó mạ chrome. Có khóa mốt nha anh em, khóa mốt theo xe, khóa mốt đây. Mở cửa là gương gập ra này. Đó, 265 triệu nha. Đó, vô lăng là vô lăng mới rồi này. Form dáng mới rồi nha, form mới là 208 form mới rồi. Rất là đẹp. Anh em thấy không? Tắp lô, tắp bi này nè. Cột kèo là chỉ niễn nguyên bản theo xe này, tắp bi, tắp lô này. À, cái này phần nỉ nha, phần nỉ nó hơi dơ tí. Tắp lô, tắp ly là liền lạc lắm. Ghế là bọc da rồi nha, nguyên bản của nó là nỉ nha, vẫn còn nỉ bên trong đây nha. Xe mới có chủ thứ hai này, nên là giữ gìn cực kỹ lắm này. Ốc này mới can, những cái lề cửa này nó còn mới này. Tem tí rồi còn đẹp nha anh em. Vô lăng 4 chấu, vô lăng đẹp. 7.8 con này đi lên quanh 7-8 lít trên 100 cây thôi. Cửa này đóng êm, số sàn nha anh em, số sàn đi rất là lành. Số sàn chạy sướng lắm. Anh em nào vào xem xe cho thử, người bảo đảm cam kết anh em ghiền luôn. Đó, dòng Altis này chạy sướng. Khóa, khóa theo xe này vẫn còn bấm được nha anh em. Đó, khóa cái khóa cơ vẫn còn hoạt động tốt. Đèn đúc. Xe này vô lăng tay lái chạy lực điện nha anh em. Máy nhích cái nổ thôi, vô lăng tay lái chạy lực điện rất là nhẹ nhàng, nhẹ cực kỳ luôn. Nhẹ tên, nhẹ như xe mới luôn anh em. Đấy, máy móc thì êm ru. Máy số riêng nha anh em, máy số riêng. Máy số đẹp lắm, máy rất là đẹp. Gương kính chỉnh điện này hoạt động tốt nha, dán phim cách nhiệt hết rồi anh em thấy không? Đó, đã dán phim cách nhiệt hết rồi. Gương kính chỉnh điện này vẫn còn hoạt động tốt nha anh em. Nội thất bên trong là sáng đẹp. Hộp số sàn nha anh em, số sàn 5 cấp. Số vào nhẹ nhàng lắm anh em, vào nhẹ nhàng cực kỳ luôn. Đó, chạy như xe đời mới vậy, êm lắm. Điều hòa máy lạnh mát, màn hình Android này. Camera lùi rất là sắc nét nha anh em. Đấy, camera lùi đây anh em thấy không? Nét cực kỳ rõ ràng lắm. Cam hành trình là có đầy đủ luôn. Đó, cam hành trình này đầy đủ anh em thấy không? Phát lại hình này. Đầy đủ luôn. Có định vị dẫn đường rồi báo tốc độ đầy đủ nha anh em. Đấy. Đó, tốc độ này. Phép map dẫn đường báo tốc độ nha anh em. Đấy. Đầy đủ luôn anh em. Âm thanh loa đài con này thì rất là hay. Con này có thể mình có mạng nha anh em. Này có mạng coi YouTube được nè.
YouTube được nha. Này, rất là hay. Thì chủ người ta cũng kỹ lắm, người ta lên màn hình rồi, xong rồi người ta bỏ loa sub rồi bỏ sim 4G để cho anh em có thể mình coi video trực tiếp YouTube. Này là chỉnh loa sub nha anh em, loa sub siêu trầm á, nghe rất là hay. Đèn led nằm ghế rồi, đầy đủ này nè. Trong đây có một cái hộp để đồ này, giấy tờ trên đây, hai hộp nha anh em, một hộp trên, một hộp dưới. Tem tiết rồi, nói chung là xe như mới à, xe còn trên 90% nha anh em. Lô tắp ly đẹp hết nha. Vô lăng tay lái trợ lực điện này, không báo lỗi, tôi không báo lỗi một cái lỗi nào hết nha anh em. Đấy, vô lăng tay lái trợ lực điện, tích hợp vô lăng vẫn còn nha anh em, tích hợp vô lăng này. Tích hợp vô lăng vẫn còn này, hoạt động tốt hết này. Gương kính chỉnh điện là hoạt động đầy đủ hết nha, hầu chức năng theo xe hoạt động tốt hết. Gương gặp điện rồi, có xi nhan gương rồi đầy đủ nha anh em. Xi nhan gương đầy đủ luôn, không thiếu một thứ gì luôn. Gương kính đằng sau thì chỉnh vẫn còn hoạt động bình thường này. Nó 265 triệu nha anh em, mức giá thì cam kết rẻ nhất thị trường luôn, anh em có thể tham khảo giá thị trường là biết nha. Anh tiếp này em thấy người ta đang 289 không anh em. Nhưng mà em vô tình em mua được con xe này với cái giá rất là hợp lý, về để cho anh em nha. Đó. Đèn đủ ở đầy đủ, trần nỉ là như mới nha anh em. Đấy, trần nỉ là như mới. Xe này cũng có rất là nhiều người ta vô, người ta trả người chủ xe cũ này nè, trả người chủ nhưng mà người ta không bán, nhưng mà tới lượt em là người ta lại bán cái này, thấy rất là may mắn luôn. Đây là mốt này, mốt chỉnh đèn nè, đèn gầm ghế rất là đẹp. Cần số phanh đây nhẹ nhàng, nói chung là xe này dòng này thì cơ bản lắm, cơ bản nó được đi rất là bền cực kỳ. Tay nắm cửa mà mở cũng rất là lạ nè anh em, thấy không? Anh em mình mua về là đổ xăng mà chạy thôi chứ không biết phải làm gì, cột kèo sơn zin trong đây còn nguyên nha anh em. Thấy nội thất thì có bọc da lại rồi, nhưng mà nguyên bản ở trong là nỉ nha anh em. Nguyên bản nỉ vẫn còn nha, nỉ vẫn còn đẹp lắm. Nội thất thì thôi khỏi bàn, sắc nét lắm. 265 triệu nha anh em, Toyota Corolla Altis form mới nha anh em. Mâm mới nè, nội thất đẹp nha, mâm đúc nguyên bản theo xe này, mâm zin theo xe rất là đẹp nha. Đấy, anh em thấy không, 195 65R15 lốp Magic Link đi rất là êm ái. Nâng kính bên kia này, tắp bi tắp lô là đẹp hết. Cam kết với anh chị em mình là không đông đụng, không ngập nước nha. Bên em đã kiểm tra rồi, máy móc không đổ hơi, không keo cam keo cò đó. Dòng Toyota này thì anh em biết rồi, bền bỉ cực kỳ, lành tính lắm, nó nổi tiếng lắm. Đấy, dòng này nó nổi tiếng mà, form dáng rất đẹp. Xe này hồi xưa em thấy là toàn mấy xe biển xanh không đó nè, biển xanh đồ ra không, không phải đi da mới đi mấy con này nha nè. Đấy, cột kèo hai bên là nguyên bản hết này, co hết này, nguyên bản hết này, thấy không? Đó, cabo rồi vẫn còn rất là zin và đẹp nha. Corolla Altis 1.8 số sàn, con này thì chạy lanh quanh nó tầm 7 đến 8 lít thôi. Đây nỉ nè, nó người ta kỹ đến mức người ta bọc thêm, người ta may thêm miếng da, người ta lót ở trên cho để người ta bảo quản cái miếng nỉ này cho nó mới nha anh em. Thấy lúc xưa cua cũng là mâm đúc luôn, cũng lúc mà chết liền luôn, lúc zin luôn. Đội sàn là bọng còn nguyên này nên là sàn bọng như mới nha, chưa có một tí gọi là mục mọt nha anh em. Dòng Toyota này đi mà giữ kỹ thì khó lắm, khó mục được nó lắm. Sau đây có một cái đuôi gió zin này, rất là đẹp nha anh em, đuôi gió liền cốt nhỏ nhỏ zin nguyên bản, có cả miếng lùi này. Gầm bệ đẹp nha, gầm bệ này sáng trưng. Gầm bệ con này sáng trưng như này, đẹp không lỗi nha. 265 triệu bên em bao vận chuyển nha. Anh em vào xem xe chạy về có bất phí đó, vận chuyển cho anh em nha. Còn nếu như anh em ở xa vận chuyển thì bên em lọc lá thôi. Còn ví dụ anh em ở xa mà vào chạy về tận nơi chạy về thì bên em bớt phí vận chuyển cho anh em chạy về. Còn mà ví dụ anh em đã vận chuyển rồi thì bên em có lọc lá thôi nha anh em. Đấy, lọc lá thôi. Nội thất bên trong xe thì rất là đẹp rồi, liền lạc lắm. Anh em vào xem xe con này chạy thử, bảo đảm anh em ghiền nha. Bởi vì con này nó chạy nhẹ nhàng, êm ái lắm, cách âm tốt.
phân khúc nó gần như xem Camry luôn mà. Đó, gần như xem Camry luôn. Ăn Đức Vios hết nha anh em. Tắp lô, tắp mi đồ đẹp liền lại cực kỳ ha. Màn hình Android rồi nha anh em. Có cam lùi, cảm biến lùi rồi à. Lò súp. Cũ số trông rất là đẹp nha. Nói chung xe thì em mua con này nó liền lạc đẹp. Anh em nào cần alo ngay cho em nha. Ốc lề cửa đây này như mới nè em thấy. Tem tiết còn đẹp nha. Corolla này, năm sản xuất 2008 này. Corolla này ha. Atit nha em. Nội thất là đẹp. 265 triệu nha. Toyota Corolla Atit 2008 form mới nha em. Form này form mới rồi. Form cũ là cái đèn tròn tròn, form tròn tròn thì form nó xấu hơn, form này nhìn nó sang nó đẹp hơn nha em. Giá tiền thì lại trên là không bao nhiêu, 265 triệu thì giá quá hợp lý rồi. Bầu kèo bên em đã kiểm tra rồi nha em. Đối với một con xe chất như thế này thì cái giá này quá hợp lý. ABS này, có ABS nha em, hai túi khí, phanh ABS đầy đủ. Máy số zin chạy êm lắm. Máy móc khô ráo sạch sẽ nha. Cột kèo này anh em nhìn từng cái đường gân nó nổi lên rất là rõ ràng luôn. Chỉ cần mà người biết xe chút thì nhìn sơ qua là biết cái xe này còn nguyên bản này. Anh em nhìn con ốc này, nhìn còn sắc cực kỳ luôn, còn đẹp như này. Chất xe nó còn. Anh em nhìn mấy cái chất con ốc này, zin này đẹp cực kỳ. Những cái sơn của nhà sản xuất nó còn nguyên anh em thấy không? Máy chấm 8 này lợi xăng này, máy chấm 8, chấm 8 số sàn nha anh em. Carbo này, carbo zin, chỉ zin theo xe này anh em thấy không? Chỉ nguyên bản này, đẹp quá. Động cơ 1.8 số sàn con này thì uống loanh quanh tầm 7 lít nha anh em, 7 đến 8 lít trên 100 cây thôi. Rất là lợi xăng. Máy móc đang nổ đây. Rất chi là êm luôn. 1.8 con xăng điện tử rồi, đèn đốt phía trước đây là rất là mới anh em thấy không? Đèn đúng không? Người ta bảo quản người ta giữ gì nè, đẹp cực kỳ. Đó. Mặt ca lăng rồi còn đẹp nha. Đó. Corolla, Toyota Corolla Atit 1.8 số sàn như này. Rồi, tắt máy. Form dáng thì rất là đẹp nha, form dáng đẹp sang. Đó. Rồi, sẽ quay gầm cho anh em coi, gầm bệ thì đẹp rồi, tuyệt vời rồi. Gầm bệ như mới này. Anh em thấy không? Như mới luôn. Không tí mục này. Gầm bệ đẹp nè. Sườn xi là như nguyên bản. Sườn xi bên ngoài con này cũng rất là đẹp rồi nha anh em, bóng rồi. Anh em về cũng không phải làm gì thêm đâu. Con này là về là đi ngay luôn, có xe đi ngay luôn, không phải làm gì luôn. Con này cam kết anh em là về là đổ xăng anh em chạy luôn chứ không phải làm gì thêm nha. Những cái cơ bản, những cái option cơ bản như màn hình, cam lùi người ta cũng trang bị hết rồi. Anh em về đổ xăng là chạy thôi chứ không biết làm gì. Form dáng rất là đẹp rồi. Form dáng nhìn nó form dáng như Camry á nè. Đấy, form dáng đẹp, dài trường xe lắm. Có khóa mốt, hai khóa mốt rất là đẹp nha. Khóa mốt cái gương cặp điện này. Đó. Rất là đầy đủ luôn. 265 triệu. Form mới nha anh em. Đấy, gầm bệ này. Như mới nha anh em, gầm bệ đẹp lắm. Không có tí mục luôn. Tôn vỏ mỏng nha. Tôn vỏ mỏng, không có matit nhiều, không có sơn, chưa sơn lại nhiều nha. Con này sơn zin còn rất là nhiều. Hám đến tháng 8 năm 2023, hám dài. Đó, anh em nào cần alo ngay số điện thoại em để bên dưới nha. 265 triệu nha anh em, bao vận chuyển. Anh em nào vào xem xe bên em sẽ bớt phí cho anh em chạy về nha. Đấy. Rồi. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.